Xin chào mừng tất cả các anh chị và các bạn nha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới thì em đang ở dự án khu nhà ở Mỹ Phước Khánh thuộc phường Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nha cả nhà ha. Dự án này thì có tổng quy mô là hơn 300 nền và toàn cảnh xung quanh thì cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện hết rồi. Và dự án này đã có sổ hồng riêng nha cả nhà nha, sổ hồng riêng từng nền. Và cái ta mua thì chúng ta ký công chứng trong ngày luôn. Và hôm nay em muốn giới thiệu cho cả nhà một cái lô, bắt đầu từ cột mốc mà em chỉ đây sang cột mốc phía bên này là ngang 5 và dài 12 nha cả nhà nha. Đi sâu vào phía bên trong này, thì đi sâu vào bên trong là dài 12 và đằng sau á thì có 2 mét lối đi thoát hiểm. Thì cả nhà cũng biết là dự án thì bao giờ cũng có 2 mét phía sau làm lối đi thoát hiểm ha cả nhà ha. Lối đi thoát hiểm thì đằng trước của chúng ta lô này thì rất là vuông vắn, rất là đẹp. Tổng diện tích của nó là 60 m² nha cả nhà nha. Xung quanh thì cũng đã khá là nhiều nhà, cũng khoảng được gần 10 cái nhà ở rồi. Dự án này thì nó liền kề với khu công nghiệp Mỹ Phước 2. Thì tí nữa em sẽ quay những cái tiện ích xung quanh của lô đất để cho cả nhà hình dung ha. Và đằng trước của lô đất này khá là đẹp nha, không có vướng và dính hố ga gì hết. Đường 7 m và hai bên vỉa hè mỗi bên 3 m, thì tổng cộng là đường là 13 m nha cả nhà ha. Và bây giờ em sẽ đi lên xem và quay toàn cảnh dự án này để cho cả nhà hình dung. Với dự án này thì cái tài chính này thì anh chị em công nhân viên chúng ta có thể mua để xây nhà ở, vì nó sát với khu công nghiệp, nó thuận tiện cho chúng ta đi làm thuận tiện hơn này. Và khi mà chúng ta mua ở trong này thì cuộc sống rất là thoải mái và yên tĩnh, không có bon chen như cả nhà nha. Chợ thì chợ này, khu công nghiệp, trường học thì nó sát bên luôn, bán kính 1 km thôi nha. Cả nhà đi xung quanh cũng thấy là chợ, đường xá rất là đẹp đúng không ạ? Đường vỉa hè này, ở đây là tất cả là cái điện âm nước máy nha cả nhà nha, đèn đường lắp đặt hết tất cả. Buổi chiều chúng ta đi làm về, dẫn con đi bộ đi dạo phố ấm mát thì rất là thoải mái luôn, không khí rất là trong lành. Và cái điểm nổi trội của dự án này đó chính là gần với khu công nghiệp Mỹ Phước 2 này, và gần với trung tâm thị xã Bến Cát, chỉ có cách trung tâm thị xã Bến Cát 2 km thôi, nên là rất là thuận tiện cho anh chị em đi làm. Và dự án này cũng đã sổ sẵn rồi. Và cái khu vực đất phía trước mà em đang quay này, đất phía trước đây đang chuẩn bị làm giai đoạn 2 ở phía trước này nha. Khi mà giai đoạn 2 này triển khai thì đất ở trong này sẽ rất là đông đúc và giá nó càng ngày càng tăng ha cả nhà ha. Và đây chính là trục đường chính sẽ chạy thẳng ra của đường DH605, và trục đường sẽ chạy về trung tâm thị xã Bến Cát và ra quốc lộ DT71 nha cả nhà nha. Trục đường này là trục đường chính. Và đây đó chính là trục đường, trục đường chính đấy ạ. Trục đường này, đường này chính là DH605. Nếu mà em quay đây đó chính là sẽ đi về trung tâm thị xã Bến Cát, còn cái hướng quay ngược trở lại đó sẽ đi về chạy thẳng ra đường D quốc lộ DT741 đi về Bình Phước và các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Lô mà em vừa nói giá là 750, nên là quý anh chị và các bạn mình muốn mua tầm tài chính như vậy thì cả nhà hãy ebook cho em nhé. Và bây giờ em sẽ quay những cái tiện ích xung quanh này. Bán kính từ lô đất chạy tới trường Đại học Quốc tế Việt Đức, đây là trường Đại học Quốc tế Việt Đức nha, thì cách khoảng độ là 4 km nha cả nhà nha. Chúng ta sẽ chạy năm là chúng ta đã đến trường Đại học Việt Đức. Và chúng ta chạy khoảng độ trường Đại học Việt Đức này thì nó lại giáp với khu công nghiệp Mỹ Phước 3 này, khu công nghiệp Mỹ Phước 4 này, nên là rất là gần những cái tiện ích xung quanh. Và từ mà trường đại học
Việt Đức á, đi lại khu công nghiệp Mỹ Phước 2 thì chúng ta cũng khá là gần, nên là thuận tiện cho con em của chúng ta sau này đi học, rất là thuận tiện ở đây. Và tiếp đến từ chính là bệnh viện Mỹ Phước 2. Bệnh viện Mỹ Phước 2 từ lô đất mà chạy lại bệnh viện Mỹ Phước 2 này chỉ khoảng 2 km. Chị và các bạn mình muốn mua đầu tư thì hãy liên hệ cho em nhé.